là một người có tâm hồn ăn uống nên em thích đi ăn. Với lại đúng là phong cảnh là nên thơ. Chắc là đi cà phê hoặc xem phim. Khi em đi Hà Nội thì em muốn đi dạo phố cổ. Nếu đi hẹn hò em muốn đi Phú Quốc. Đi Phú Quốc? Dạ. Tại sao? Tại vì Phú Quốc phong cảnh nó rất là đẹp, có biển. Có biển nó rất là xanh. Với lại đúng là phong cảnh là nên thơ. Thích là quán coffee hơn. Coffee mà kiểu yên tĩnh đó. Tại sao thích đi coffee? Thì ở đó thì mình có thể vừa thưởng thức cà phê, mình có thể vừa chill, và mình nói chuyện trao đổi với nhau nó dễ hơn. Em thường thường em sẽ đi ăn hoặc là đi xem phim. Tại sao? Tại vì em thích xem những cái bộ phim hay. Với lại em là một người có tâm hồn ăn uống nên em thích đi ăn. Thích xem phim gì? Dạ không, em thích xem phim phim hay. Phim hay thôi. Dạ đúng rồi. Okay. Ở quán cà phê hoặc là đi xem phim. Đi xem phim. Tại sao đi quán cà phê? Đi quán cà phê thì sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn. Mình sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn. Còn đi xem phim thì kiểu ngồi xem phim rồi nói chuyện rồi tăng tình cảm nó hơn. Đi hẹn hò. Đi hẹn hò, em thích đi đâu? Đi ăn vặt. Ví dụ như đi uống nước mía. Uống nước mía. Ok, con gái cũng thích uống bia. Yeah. Con gái ok. Nhưng mà ngoài giá đi đi dạo. Đi dạo? Yeah. Tại sao? Anh kiểu có được không gian riêng tư ấy, đi lấy được những kỷ niệm đẹp. Dạ em muốn đi những thứ người muốn, rồi đi ăn, đi uống, rồi đi dạo. Hai người thích nhất là chỉ đi dạo rồi ngồi cái ghế đá nào đó nói chuyện qua lại liền. Vui vẻ. Chắc là đi cà phê hoặc xem phim. Đi cà phê hoặc xem phim à? Tại sao? Thì mình nghĩ là ở đấy sẽ có không gian riêng. Nhưng mà nó cũng không quá là riêng tư ấy. Ok, nhưng mà chỗ nào không sẽ đi ở lần đầu tiên? Lần đầu tiên á? Chỗ nào nghĩa là đi? Lần đầu tiên sẽ không chọn cái chỗ đấy. Đúng rồi. Chỗ nào ít người quá. Tại sao? Nguy hiểm á? Nguy hiểm. Đúng rồi. Một chút à? Đúng rồi. Nói chung là đang mới mà, mới quen nhau. Mình muốn có không gian mở để có thể nói chuyện được nhiều hơn. Em chắc cũng giống bạn thôi ạ. Cũng là đi xem phim, đi ăn, đi cà phê. Có thể buổi tối thì có thể đi chơi nữa, có thể đi dạo các phố đi bộ chẳng hạn. Thì em thấy mấy bạn ở nơi khác ấy, là khi hẹn hò thì sẽ đi phố cổ Hội An và Hội An chơi. Kiểu là đi dạo, chụp hình, ăn uống nhẹ nhàng vậy luôn. Dạ, có thể mình đi mấy quán cà phê có view kiểu phố cổ chụp hình. Tại sao thích đi quán cà phê? Dạ, tại vì đa số người ta vào phố cổ là du lịch thì người ta hay chụp hình, chủ yếu là chụp hình. Đi dạo những chỗ mà đèn đồ nhiều á, cùng yêu đi uống trà sữa. Tại sao thích đi uống trà sữa? Dạ, vì thích trà sữa. Nhưng mà thích đi dắp phim? Dạ không, em thích xem phim. Tại sao? Dạ không biết nữa, nhưng mà em thích xem phim. Không thích thôi. Dạ. Okay. I want go to cinemas. Nói tiếng Việt. Em muốn đi Hội An ở đây hoặc là đi xem phim á. Đi xem phim, tại sao? Bởi vì những nơi em thấy thì nó khá yên tĩnh với lại khá riêng tư cho hai người. Em thường muốn là tới những nơi yên tĩnh như là quán cà phê hoặc là ở công viên chẳng hạn. Tạo kiểu yên tĩnh với lại là dễ nói chuyện, để tâm sự với nhau hơn. Chỗ nào không tốt cho ngồi đi hẹn hò cùng nhau? Chỗ nào không tốt thì nhớ nha. Hiểu không? Hiểu. Anh nghĩ nữa. Quán ba. Quán ba. Quán ba. Không thích. Tại sao? Đông. Đông? Rất có nhiều ôn, người. Ồn. Vâng. Không được nói chuyện á. Khi em đi hẹn hò, em muốn đi đâu? Khi em đi hẹn hò thì em muốn đi dạo phố cổ. Vì yên bình. Yên bình. Và nó lãng mạn. Ok, nhưng mà ngoài ra phố cổ cũng đi ăn uống thôi. Ăn uống ở đâu? Ở xung quanh. Xung quanh hả? Thì ăn vặt.
đi ăn vặt rồi uống trà sữa. Uống trà sữa. Ok. Còn thỉnh thoảng thì đi xem phim. Đi xem phim á? Ừ. Đi công viên. Đi công viên, những cái đó thì sẽ đi ở Đà Nẵng. À Đà Nẵng á? Ừ. Hội An không có công viên à? Có nhưng mà hơi ít. Hơi ít thôi. Ừ. Ok ok. Khi có đi đi thành phố thích đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi với con. À đi với con. Ok ok.